Tiêu đang hướng dẫn cho bạn người cá Emily cách sống sót ngoài biển khơi. Nghĩa là bạn Emily sẽ thở nước đúng cách kiểu người cá. Và bạn Emily thở nước đúng cách kiểu này sẽ có thể nổi lơ lửng ở trên mặt nước. Dù có sóng bão ập đến, bạn Emily vẫn nổi như một con sứa trên mặt nước, nhờ biến đôi tay của mình thành vây bơi của cá heo. Các bạn thấy hay không? Emily, nhanh lên, làm nhanh lên để không bị lạnh nha. Vượt qua cái lạnh thì mình mới mạnh hơn. Có phải là chúng ta nên trở thành người cá chưa? Nếu các bạn không trở thành người cá, các bạn sẽ rất sợ trời mưa bão như thế này và tình hình biến đổi khí hậu ngày một nhiều hơn. Tất nhiên là sẽ càng có nhiều bão hơn nữa. Bởi vậy con người chúng ta nên trở thành người cá. Và đây, bạn Emily đang tập tiến hóa để trở thành một tiên cá thực sự luôn, chứ không phải là một người cá bình thường. Và bạn ấy đang tập để hòa hợp thân thể của mình dưới nước. Khi bơi mà thì thở nước của người cá nha. Nhanh lên, nhanh lên. Người cá khỏe chưa nào? Hết lạnh chưa nào? Vậy mình phải làm mạnh hơn nữa để qua cái lạnh luôn. Rồi bây giờ tuôn đếm 1, 2, 3, mấy em cùng thở nước đúng cách kiểu người cá, biến tay của mình thành vây bơi của cá heo nha. Ok, 1, 2, 3, 4, thở ra mũi nè. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, go. Vuốt nước nào, vuốt nước, đúng rồi. Khép sát ngón tay lại nào, mấy công chúa người cá nào. Rồi giỏi lắm nha. Tiếp tục đi nào. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 4. Ok, rất là tốt luôn đó.